Tiểu sử ông Vũ Khoan, nhà ngoại giao tài ba bị miễn nhiệm chức vụ đã từ trần. Đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, ông là một nhà chính trị gia, là nhà ngoại giao người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006. Ông được nhiều người cho là có đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đồng chí Vũ Khoan lập gia đình với bà Hồ Thể Lan, nguyên là Vụ trưởng Vụ Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, là con gái của giáo sư, bác sĩ Hồ Đắc Di. Hai người quen nhau cùng khóa học sinh được cử đi học tại Liên Xô năm 1954. Đồng chí Vũ Khoan sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937, quê ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Khi quân Pháp nổ súng tái chiếm Đông Dương, ông làm liên lạc viên cho chính phủ Việt Minh. Năm 1949, ông được đưa về Việt Bắc theo học tại trường Hiệu Sinh Quân Việt Nam. Năm 1951, ông được cho sang Trung Quốc theo học. Cuối năm 1954, khi chưa học xong lớp 7, ông được cử sang Liên Xô học tiếng Nga. Học được 9 tháng thì ông được điều động ra làm tại Đại sứ quán, làm phiên dịch viên. Đồng chí Vũ Khoan tham gia vào ngành ngoại giao từ năm 1956, khởi đầu từ vị trí phiên dịch viên, đồng thời theo học bổ túc tại trường sư phạm Leningrad. Giữa năm 1961, ông được cử theo học tại trường quan hệ quốc tế Moscow, ngành kinh tế quốc tế. Ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1961 và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 19 tháng 8 năm 1962. Năm 1964, khi chưa tốt nghiệp, ông được điều về nước công tác ở Bộ Ngoại giao. Ông làm các công tác nghiên cứu chiến lược đối ngoại, kinh tế quốc tế, tổ chức. Ông được 4 lần làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô, đã từng tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị và làm việc tại Liên Xô cũ. Ông cũng từng làm phiên dịch viên tiếng Nga cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam như đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Khi làm việc với lãnh đạo Liên Xô, tại Liên Xô, ông từng giữ chức vụ tùy viên, bí thư thứ ba, bí thư thứ nhất, tham tán công sứ đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cho đến năm 1982. Từ năm 1982, ông được rút về nước, sau đó lần lượt giữ các chức vụ phó vụ trưởng, rồi vụ trưởng vụ tổng hợp kinh tế, rồi trợ lý bộ trưởng phụ trách về các vấn đề luật pháp, kinh tế và lãnh sự. Năm 1990, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1998, ông được phân công làm Thứ trưởng thứ nhất, phụ trách quan hệ với các nước ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Năm 2000, ông được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, ông được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại, kế nhiệm cho ông Trương Đình Tuyệt, được chuyển sang làm trưởng phái đoàn đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Ngày 8 tháng 8 năm 2002, ông được phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng. Ông được phân công phụ trách kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC. Trên cương vị của mình, ông được nhiều người cho là có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng vì lý do sức khỏe. Sau khi thôi chức vụ Phó Thủ tướng, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cử làm đặc phái viên của Thủ tướng về đối ngoại, tổng chỉ huy các hoạt động tuần lễ cao cấp APEC năm 2006 tại Hà Nội. Năm 2007, ông Vũ Khoan bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.
Sự nghiệp của ông là bề dày với các cuộc thương thuyết và đàm phán. Khởi sự là hòa đàm Paris trong thời gian chiến tranh. Sau đó là vấn đề về người di tản. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN và khu mậu dịch tự do của khối này. Kế đến là Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và một chặng đường dài với cuộc thương thuyết gia nhập WTO. Ông Vũ Khoan cũng là quan chức nhà nước Việt Nam đầu tiên được vào phòng bầu dục Nhà Trắng, được gặp gỡ Tổng thống Bill Clinton lúc bấy giờ. Trong dịp Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, để tôn vinh công lao của ông, nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, 2 Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ngoài ra, ông còn được chính phủ các nước trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc Liên Xô, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào, Huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản. Tuy vậy, ông Vũ Khoan cũng đã có những ân hận khi không kiên trì quyết định đề xuất không xây các nhà cao ốc ở trung tâm Hà Nội và định hướng phát triển các khu kinh tế và chế xuất. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, theo thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 5 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.